Trước tình hình dịch cúm gia cầm đang diễn ra tại một số nước và ảnh hưởng đến Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch hành động phòng chống dịch cúm gia cầm năm 2017. Theo đó, Lâm Đồng sẽ triển khai các phương án phòng chống dịch với 4 tình huống đặt ra, bao gồm khi chưa có trường hợp bệnh trên người, khi nhiễm cúm trên người nhưng chưa lây sang người, khi phát hiện dịch lây từ người sang người ở phạm vi hẹp, đơn lẻ và khi dịch bùng phát ra cộng đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương và ngành chức năng đẩy mạnh giám sát kiểm tra nhập khẩu gia cầm, các sản phẩm gia cầm, thực hiện công tác kiểm dịch y tế tại cảng hàng không quốc tế Liên Khương, chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, vật tư, phương tiện triển khai kịp thời các phương án phòng chống khi dịch xảy ra, giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp chưa rõ nguyên nhân, cách ly trường hợp mắc bệnh, xử lý triệt để ổ dịch. Khi cần thiết, nghiên cứu việc đóng cửa các chợ buôn bán và cơ sở giết mổ gia cầm có nguồn bệnh, hạn chế đi lại, cử các đội cơ động cấp cứu lưu động, hỗ trợ dập dịch, thiết lập các bệnh viện dã chiến. Với các kế hoạch cụ thể theo từng tình huống gia đình trên, cùng với sự phối hợp triển khai chặt chẽ của các ngành chức năng, các địa phương và nhân dân, Lâm Đồng sẽ chủ động ứng phó nhằm khống chế hiệu quả dịch cúm gia cầm vào địa bàn. Theo đó, kinh phí dành cho đề án phát triển chăn nuôi bò thịt cao sản khoảng 4 tỷ đồng, đề án phát triển chăn nuôi bò sữa là trên 4,7 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này sẽ tập trung cho các chương trình như phát triển, nâng cao chất lượng giống bò thịt bằng hình thức đầu tư,